Về phương trình hóa học này thì thứ nhất là chúng ta đã hiểu về cái phản ứng hóa học rồi. Thế thì nếu như chúng ta viết phản ứng hóa học như lúc nãy thầy gì viết là nó rất là dài dòng, đúng không ạ? Nó rất là dài. Vậy thì có cách nào để người ta có thể rút ngắn lại cái cách này hay không? Đó chính là người ta sẽ biểu diễn cái phản ứng hóa học đó dưới dạng phương trình hóa học, được chưa nhỉ? Và một điều đặc biệt là cái phương trình hóa học này được công nhận ở trên toàn thế giới. Có nghĩa là dù viết phương trình này ở Việt Nam hay viết phương trình này ở bất kể quốc gia nào thì những người học hóa và những người đã trải qua môn hóa học rồi thì đều có thể thấy rằng là nó đúng, được chưa nhỉ? Và đều hiểu nó viết về cái gì. Các chú ý nhá. Ví dụ này, khi mà chúng ta viết ở đây là Ca là nguyên tử, đúng không nhỉ? Cộng oxy tạo thành CaO thì chúng ta sẽ nhìn ở đây là có 2 Ca cộng oxy tạo thành 2 CaO. Được chưa nhỉ? Thì đây nó chính là một cái đại diện là phương trình hóa học. Hay là một cái phương trình khác là carbon cộng oxy tạo thành CO2. CO2 là carbon dioxide, đây là cái khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Gây ra hiệu ứng nhà kính, các em chú ý nhá. Được chưa nhỉ? Đấy, ba bước để chúng ta lập được một cái phương trình hóa học. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham khảo về mặt lý thuyết trước, còn lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu lại về 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 các cái ví dụ sau, các em nhé. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ viết sơ đồ của phản ứng. Viết sơ đồ của phản ứng. Được chưa nhỉ?